Rạng sáng ngày 1 tháng 8 trên quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Tại hiện trường, chiều dài đoạn sạt lở hơn 85m, ăn sâu vào đất liền 25m, khiến khoảng 1/2 mặt đường quốc lộ 91 bị đổ sụp xuống sông Hậu. Vị trí sạt lở tạo thành dốc thẳng đứng, may mắn sự cố sạt lở trên không có thiệt hại về người. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, do dự báo được tình hình nguy hiểm tại khu vực sạt lở, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao chính quyền địa phương chủ động sơ tán hàng chục hộ dân. Bên cạnh đó, tiến hành phân luồng các phương tiện lưu thông vào đường tránh khu vực nguy hiểm, nên vụ sạt lở không gây thương vong về người. Trước mắt, để ngăn chặn sạt lở tiếp tục ăn sâu và lan rộng, tỉnh đã ứng trước khoảng 25 tỷ đồng để lắp hố xoáy nguy hiểm tại vị trí này, ông Bình cho biết thêm. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngày 1 tháng 8 tại Hà Nội, Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Phạm Xuân Phúc đã đưa ra nhiều dẫn chứng về việc tập thể thao mang tính khiêu dâm đồi trụy. Từ ngày 1 tháng 8 sắp tới, Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao có hiệu lực với nhiều mức phạt dành cho hành vi trái đạo đức và văn hóa trong luyện tập, thi đấu thể thao của các vận động viên. Nghị định có nội dung quy định tại Điều 7, hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Phó Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Phạm Xuân Phúc cho biết, qua thực tế kiểm tra, một số môn thể thao hiện nay như yoga đã xuất hiện yoga khỏa thân, hoặc thậm chí thể dục dưỡng sinh cũng có những hình thức như suối nguồn tươi trẻ. Những hoạt động như thế này không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Liên quan tới chuyên án triệt phá sào huyệt của đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng, được đặt trong khu đô thị Our City, thành phố Hải Phòng, rạng sáng nay ngày 1 tháng 8, lực lượng chức năng của Công an thành phố Hải Phòng và Bộ Công an đã tổ chức dẫn độ 380 đối tượng người Trung Quốc bị bắt trong chuyên án ra khu vực biên giới Việt Trung để bàn giao cho Công an Trung Quốc. Trước đó, vào chiều ngày 27 tháng 7, hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Công an Hải Phòng và Bộ Công an đã bất ngờ ập vào kiểm tra tại khu đô thị Our City. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 380 người Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế tại hơn 100 phòng kín tại khu đô thị Our City. Những đối tượng người nước ngoài này đều còn rất trẻ, được thuê sang làm việc với mức lương khoảng 3.000 nhân dân tệ trên tháng, tương đương gần 100 triệu đồng Việt Nam. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là tổ chức tội phạm quốc tế núp bóng vỏ bọc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và cũng là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay, cả về quy mô số người nước ngoài tham gia và số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam. Sáng ngày 1 tháng 8, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mời ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đến làm việc lần thứ hai và ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng vì liên quan đến những phát ngôn miệt thị lực lượng công an và chủ tịch xã. Theo đó, khi ông Luyện đến làm việc, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vì đã có hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đơn hoặc lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ban hành chỉ thị số 08/CT-BIT yêu cầu các cơ sở y tế, cán bộ công chức, viên chức ngành y tế thực hiện việc giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế và các đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng Sở Y tế các địa phương hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn của đơn vị. Thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. Bộ Y tế cũng đề nghị đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của đơn vị. Theo ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Đồng, hơn 2 năm qua, du lịch Khánh Hòa phát triển, kéo theo đó trên địa bàn xã xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng lưu niệm, phục vụ du khách Trung Quốc. Tuy nhiên, các công trình đều xây dựng theo dạng nhà xưởng với khung sắt lắp ghép và tường gạch, hầu hết xây không phép, sai phép hoặc xây trên đất không phù hợp quy hoạch. Đồng thời gian qua khi khách Trung Quốc ồ ạt đến Nha Trang, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc móc nối với người địa phương, xây dựng nên những công trình nhằm phục vụ cho tour khách Trung Quốc, được nhiều người biết đến là tour khép kín, tour không đồng. Bản chất các tour này là khách Trung Quốc đến Việt Nam không tốn vé máy bay, khách sạn. Các chủ tour chỉ thu lãi khi khách đến các điểm mua sắm do các chủ tour dựng lên với giá rất cao. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết,
nhằm lập lại trật tự kỷ cương. Thành phố Nha Trang gấp rút tiến hành các biện pháp để chuẩn bị cho kế hoạch cưỡng chế vào tháng 8 và tháng 9. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ rà soát lại quy chế phối hợp giữa các địa phương để có phân công, phân cấp, phân nhiệm trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm sớm và làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng tổ chức để xảy ra tình trạng vi phạm này, tránh để kéo dài. Ngày 1 tháng 8, trả lời câu hỏi của báo chí về việc có thể tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của diễn viên Kiều Thanh, người ghi dấu ấn với vai Trà Ca Ve trong phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời Hay Không, ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, Bộ sẽ xem xét xử lý nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nữ nghệ sĩ Kiều Thanh có vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không khi thừa nhận sống chung với người đàn ông chưa ly hôn vợ. Người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, việc khán giả đòi tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh là do dư luận bức xúc về phát ngôn của cô ấy. Chứ Bộ chưa nhận được văn bản nào đề nghị tước danh hiệu của Kiều Thanh. Ông Bình nói thêm, nếu đang trong quá trình xét tặng mà nghệ sĩ vi phạm pháp luật thì sẽ dừng việc xét tặng ngay. Nhưng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Kiều Thanh được cấp vào năm 2015. Ở thời điểm đó, nữ diễn viên là mẹ đơn thân. Quy định rõ chỉ thu hồi khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật, có quyết định của tòa án và phải bị kết án tù thì sẽ tước danh hiệu, ông Bình nhấn mạnh. Ngày 1 tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi đã thông tin kết quả bước đầu đối với quá trình khai quật tàu cổ Dung Quốc. Đây là con tàu phát hiện tại vùng biển Dung Quốc, thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Thời gian tiến hành khai quật từ tháng 7 năm 2018, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định cho phép Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi khai quật với kinh phí khoảng 48 tỷ đồng. Sau một năm triển khai, kết quả bước đầu khai quật đã trục vớt được hàng hóa trên tàu là đồ gốm sứ có nguồn gốc Trung Quốc, số lượng thu được khoảng gần 10.000 tiêu bản. Số lượng hiện vật còn nguyên ít, đa phần trong tình trạng vỡ, có một số hiện vật tìm được nhiều mảnh có thể phục dựng nguyên dáng. Bên cạnh đó cũng có nhiều loại hiện vật là đồ sứ cao cấp, được vẽ trang trí tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao của nghề sản xuất gốm sứ. Có loại mác hiệu chỉ tên lò sản xuất hoặc các mỹ tự, có loại mác hiệu chỉ niên đại sản xuất, các niên hiệu chủ yếu thời Minh, Trung Quốc. Sáng ngày 31 tháng 7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các bộ trưởng ngoại giao đã thảo luận nhiều nội dung về tình hình xây dựng cộng đồng, quan hệ đối ngoại và rà soát việc chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao cuối năm, cũng như trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về tình hình Biển Đông, các bộ trưởng ra tuyên bố chung, ghi nhận quan ngại về các hoạt động tôn tạo bồi đắp, nhất là những sự cố nghiêm trọng đang diễn ra trên Biển Đông đã làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. ASEAN cam kết duy trì tiếp tục nỗ lực thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm đạt bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực thực chất. Ngày 31 tháng 7, vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung lần thứ 12 diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc đã kết thúc sớm 30 phút so với dự kiến. Theo Bloomberg, phái đoàn Mỹ đã ra thẳng sân bay mà không có cuộc họp báo nào. Dự kiến hai bên sẽ nối lại đàm phán vào tháng 9 tới tại Mỹ. Theo giới quan sát, nhiều khả năng đàm phán đổ vỡ, vì thông thường nếu có chút tiến triển, hai bên sẽ tiếp xúc báo giới để công bố. Trong một diễn biến khác, theo số liệu Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, công bố ngày 31 tháng 7, hoạt động sản xuất của nước này đã suy giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu bị chững lại và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.